Dạ, em xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì buổi trưa nay là em thấy là có mọi người đang bày ra cúng cơm cho cậu Năm á cả nhà. Thì mình cùng vào xem là hôm nay khán giả cúng cái gì cho cậu, những cái món gì nha. Chào anh. Hai khán giả cúng chay đó nha, cúng chay. Em thấy cúng chay bao nhiêu món ta? Cái gì mình nè, đó cái gì mình mát nè. Ngon ngon. Thôi mình để đó mình lo ấy đi. Cái này hồi sáng là của chị khán giả đem tới cúng khổ năm. Khó khăn nè, cái này là cái nhà thân lạnh nè. Mấy cái cúng kinh này là cái nhà. Thật sự mình nói là anh đang vô chùa cái này. Cái để đây thì đánh gì tội chết. Đúng rồi, hôm qua nhận đâu, cúng kinh đó. Kinh, chú Đại Bi. Đúng rồi, không ai nhận đâu, không ai đâu. Rồi ta còn lấy rồi, mọi ai lấy rồi. Mình chỉ mình giới thiệu thôi, chứ người ta cũng không, người ta không có hỏi mình. Rồi khi mình không giới thiệu, người ta không lấy. Đúng rồi. Có bình hoa rất là đẹp luôn đó nha. Cúc đồng tiền, hoa đồng tiền rất đẹp. Ủa sao quá 10 giờ mà vẫn còn lỡ? Bảy bà đang giới thiệu, đang quay YouTube mà điên điên gì không? 10 giờ là phải hẹn chiều nay không? Hôm chia tay ngày chủ nhật. Không, 10 giờ là hôm chia tay ngày chủ nhật. Hôm chia tay chiều chủ nhật em bảo rằng từ sao em đến, từ sao em không đến. Giọng giờ giọng gì, giọng ca cây nhà lá vườn ở nhà ơi. Tới giờ hát cái bài nhánh lan rừng đây. Đây. Về thăm thành phố. Đó nhắc rồi đó. Náo nức mùa xuân. Nhánh lan rừng. Ba lô gì? Ba lô trên lưng mang theo nhánh lan rừng. Ừ. À, biết đâu biết hát hát đi, chứ tôi biết gì đâu. Bây giờ nhánh lan rừng mọc ở mộ cầu Hồ Nam. Đẹp quá, đẹp quá. Đây nè, em chia sẻ với chị Tiên đây nè. Cây này là cây gọi là cây trúc quang âm của sư cô ở Đồng Nai đem lên. Hồi nãy em ghi hình thì có một chị gái, chị bảo là cây này rất là hiếm. Cây này rất là hiếm nha. Có chị gái nói là thường hay mua cái cây này để cúng trên bàn Phật á, mà không có. Đúng rồi, cái sáng chị đó gặp cái cây này, chị nói là hiếm lắm. Nên em chia sẻ là nó hiếm thiệt. Em cũng không biết, em chỉ biết cây phát tài. Phải, nó còn một tên nữa. Cái gì? Tại vì này cũng là cùng giống chung chung với phát tài á. Dạ, đúng rồi. Có một tên nữa mà giờ chị không nhớ ra nữa. Chắc chút xíu nhớ rồi nói. À, cái cây này nhà em có nè. Cái chú Quang Âm. Một người gọi là chú Quang Âm, một người gọi cái khác nữa, nó có cái tên khác nữa. Có. Nó có một tên nữa. Nhưng mà cái cây này nó sống thọ lắm mà nha, có nước là sống hoài á. Đúng rồi, nó rất là dễ trồng luôn. Dễ trồng.
Cứ cầm trong đó nó bén rễ là lấy ra trồng. Nè, hồi sáng có mua bông lúa cho cậu nè, tại bông gì? Bông lúa đó. Đây, đẹp vậy? Rồi vậy luôn. Bông đó tên là bông lúa hả? Bông lúa. Đây, bông này mới thấy luôn á. Cái lá nó giống thiệt. Lá nó giống luôn. Cái bông rất là đẹp luôn ha. Đặt vậy luôn đó. Đó là cái giống này là bánh bí á. À, bông này có tên là bông lúa hả? Đúng rồi. Bông lúa lạ vậy? Em mới thấy luôn á. Không biết luôn. Hình như cái này nó có một cái tên giống là trường xanh á. Trường xanh hả chị? Trường xanh, trường sinh. Đúng rồi, giờ mới nhớ ra chắc cậu nhắc nè. Tự nhiên giờ nhớ ra luôn. Tại vì nó là trúc quan âm thì mình như là trường sinh. Đúng rồi. Cây này là thọ lắm đó, nó dễ lắm mà nó sống dài. Cái nón vô. Gì vậy? Nhắc ông vô. Gì vậy? Nhắc ông vô. Có một ông là. À, cúng cha bữa nay khán giả cúng cha cho cậu là 2, 4, 8, 8 Đẹp. 9 cơm ở nhà. 2, 3, 4, 5, 6, 7 mười mấy món đồ chai nha, mười mấy món nha. Ở đây có bình hoa đồng tiền quá đẹp, hay là đi cà phê sữa nữa nha. Ở đây thì thấy có bia Tiger, bưởi sáng của chị Tiết Lan cúng cầu. Rồi hết chị. Cái cây này nó bị ấy rồi. Cái sao nó ấy rồi nè? Nó bị ấy rồi, nó vàng rồi. Nó vàng ở dưới nè. Nhảy ra cây con. Nhưng mà từ từ cây này nó héo rồi sao? Héo rồi, cái này còn sống. Nhưng mà nó ngắn rồi. Không bao giờ nó đẹp quá cô chú anh chị. Em thì nghĩ anh là phải lịch sự sàng nha. Tới một lịch sàng đó. Chị Dương Không vậy hả? Trời đất ơi. Anh được cái nón của ai nữa nè? Nón anh kia mua. À, anh gì đó? Ông Quang mua hả? Ông Quang này là đi xa chỗ tại cả. Thì có trái cây nữa nha cả nhà. Cậu ăn cơm chay. Cả nhà cũng chay cho cậu ăn cơm chay xong rồi uống uống cà phê sữa nè, ăn trái cây tráng miệng nha cả nhà. Thì trưa nay ở 1/5 khá là nắng luôn cả nhà, quá là nắng luôn. Em thấy có khán giả vô biến á cả nhà, có khán giả vô biến cậu Năm nữa nè. Cái bông lạ ha, cái bông lạ thiệt. Đó mới thấy luôn nè. Anh Quang anh mua vô. Bông lúa. Lạ thiệt. Anh Quang. Là cái anh YouTube nãy đó, anh Quang. Anh mua cho cậu. Nhưng mà anh hồi nãy anh kêu anh rủ em vô cầm chung. Thành ra là quan tài. Thôi nó để mình anh đi. Cái này bông lúa hả? Lần đầu tiên thấy luôn. Thôi của anh cầm đi. Anh chung, anh rủ em chung. Bữa trưa nay có khán giả vào viếng cậu nữa cả nhà. Quá trời nắng luôn rồi. Em xin phép tạm dừng video ở đây nha. Có gì mới sẽ chia sẻ với cả nhà mình sau nha.